Và Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy đo huyết áp Omron, model là HEM7121. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng nó ha. Thì trên kênh Sức Khỏe 60 Giây có rất là nhiều model và cách lựa chọn máy đo huyết áp như thế nào, dòng cổ tay, dòng bắp tay và một số thiết bị y tế khác như máy massage, rồi thôi đừng biết xong mũi họng nhiệt kế và rất là nhiều dụng cụ thiết bị y tế cho gia đình thì bà con mình có thể xem thêm. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ xem cái mẫu này như thế nào ha. Đây là dòng máy đo huyết áp HEM7121, dòng đeo ở bắp tay. Thì nếu mà gia đình xài thì lúc nào Hồ Sơn cũng khuyên bà con mình nên sử dụng dòng bắp tay, tại vì dòng cổ tay và bắp tay thì giá thành nó cũng tương đương nhau. Bắp tay thì nó ngang tim ha, dễ đo hơn, dễ sử dụng hơn, nhưng mà nó hơi to, hơi cồng kềnh so với dòng cổ tay. Dòng công tác du lịch là dòng cổ tay ha. Thì cái máy này của Omron, linh kiện Nhật, lắp ráp tại Việt Nam. Đây là một hãng rất là nổi tiếng ở Việt Nam và được Hội Tim mạch Việt Nam khuyên dùng. Thì dòng Omron có rất là nhiều mã, dòng rẻ tiền hơn loại này cũng có, dòng mắc tiền hơn và dòng sản xuất tại Nhật cũng có. Thì Hồ Sơn có chia sẻ nhiều rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu cái mã này. Giá thành của nó thì trên hộp có ghi ha, giá của hãng niêm yết là 1.120.000. Bà con mình có thể ra các cửa hàng để tham khảo thêm giá cả. Cái dòng này thì một trong những dòng được nhiều người ưa chuộng nhất, tại vì giá thành của nó hợp lý, phù hợp ha. Có dòng rẻ tiền hơn để tiết kiệm và dòng mắc tiền hơn, tại vì nó có thêm rất là nhiều chức năng hỗ trợ, giống như là kết nối qua điện thoại hoặc là ngày giờ nhớ. Còn cái dòng này thì sao? Mình sẽ có ba con số, kiểm tra huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim bao nhiêu lần đập trên phút. Rồi vậy ngoài ra còn chức năng gì nữa? Đó là dòng rẻ tiền ha, thì chỉ ba chức năng cơ bản đó thôi. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có báo cử động khi đo và tim đập không đều, bộ nhớ được 30 lần nhớ. Thì dòng phổ thông á, chỉ có đo huyết áp và đếm nhịp tim thôi. Thì dòng này thì nó cao hơn một xíu, là nó có kiểm tra tim đập không đều và cử động khi đo, và thì mọi nhớ 30 lần nhưng mà không có ngày giờ nha. Rồi thì đây là một trong hai dòng bán chạy nhất ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ mở máy ra. Thì bên trong máy mình sẽ có một cái thân máy nè, một vòng quấn, và bên trong sẽ có pin. Bộ pin này là pin khô ha, pin alkaline đó. Sau này hết thì mình có thể mua pin tốt tốt xíu để mình xài. Một bộ pin này thì máy đo khoảng từ 1.000 đến 1.500 lần. Nếu mà hết thì mình xài cũng cả năm á. Hết thì mình mua pin tốt, chứ để mua pin rẻ tiền á, xài đỡ thì không sao. Nhưng mà mình xài pin rẻ mình lấy ra, nhiều khi tầm 3 đến 5 tháng mà mình quên lấy ra đó, chảy pin hư máy. Máy này bảo hành 5 năm nhưng mà mình xài kỹ thì xài rất là lâu ha. Nên là cái này thường xuyên chảy pin, nên là Hoàng Sơn nhắc bà con mình rất là nhiều lần, hầu như cái video nào cũng nhắc để mình sẽ xài được bền hơn. Rồi bên trong thì mình sẽ có hướng dẫn tiếng Việt cũng khá chi tiết, nhưng mà Hoàng Sơn sẽ giới thiệu một cách đơn giản để bà con mình có thể dễ dàng sử dụng. Rồi có hướng dẫn bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác rất là nhiều trong đây, và một cái phiếu bảo hành đi kèm. Thì trung tâm bảo hành có hai trung tâm lớn, đó là một ở Hồ Chí Minh và hai ở Hà Nội. Nếu mà máy có gì trục trặc thì Hoàng Sơn cũng có video hướng dẫn bà con cách kiểm tra máy tại nhà rồi. Còn nếu mà trục trặc thì mình nên mang đến các cửa hàng để gửi về trung tâm sửa chữa, chứ mình không tự ý tháo máy sửa nha. Cái đó cũng Hoàng Sơn cũng nhắc bà con nhiều, tại vì khi mà mở máy ra mình đo đạt này nọ, không có máy để mà theo dõi cân chỉnh lại cái độ chính xác đó. Rồi bây giờ mình có một vòng quấn đây nè, và một thân máy. Rồi bây giờ thì cái máy này nó cũng khá là đơn giản, nó chỉ có hai nút nhấn thôi. Đây, một là nút đo và tắt, là một nút nha, mình nhấn ở chính giữa, và một cái cuốn sổ, hình cuốn sổ là bộ nhớ.
À, được 30 lần nhớ, mà lần thứ 31 lần xa nhất nó sẽ tự mất đi, nó nhớ lần số 1 là lần gần nhất. À, rồi đây là máy, nó đơn giản vậy thôi. Mình xài là pin 4 viên pin 2A. À, mình lắp một lần 4 viên. À, mình sẽ có sẵn pin ở đây. Trước khi đo thì mình nên ngồi nghỉ 5-10 phút ha, hoặc là nếu mà hai lần đo cách nhau thì nên 3 đến 5 phút mình tháo quần bấm ra khỏi tay để cho mình cử động. À, cho cái máu mình nó lưu thông lại bình thường, nó không có bị tắc nghẽn ở trên cái tay mình. Rồi, mình nên đo cùng thời điểm trong ngày. Ví dụ hôm nay đo buổi sáng, ngày mai cũng nên đo buổi sáng, ngày mốt cũng vậy, để mình mới theo dõi được huyết áp mình trong tháng có thay đổi hay không. Còn trường hợp nếu mà như mình đo trong ngày, mình đo từ sáng tới chiều lúc nào cũng được, để mình theo dõi uống thuốc thì mình bất cứ lúc nào. Đó. Nhưng mà để đo ổn định thì nên đo cùng thời điểm nha, tại huyết áp mình buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối nó sẽ có thay đổi khác nhau. Ví dụ bình thường huyết áp mình là 13 giờ buổi sáng, nhưng mà buổi trưa tầm 1 giờ trưa và 9 giờ tối nó lại là 14 mới là bình thường nha. Và mỗi lứa tuổi của mọi người nó sẽ có một cái số khác nhau. Ví dụ còn trẻ thì huyết áp khác, và lớn tuổi thì huyết áp cao nó khác. Thì mình có thể hỏi thêm ý kiến của bác sĩ về cái sức khỏe của mình, hoặc là mình có thể đo mỗi ngày, hàng tháng mình cũng có theo dõi được, mình biết là huyết áp mình bình thường nó nằm ở mức nào. Thì trong các video khác Hoàng Sơn có nói chuyện sau rồi. À, bây giờ mình sẽ thử đo nha. Đây là dòng máy đơn giản nên là không có cài đặt ngày giờ ha. Đây, không có cài đặt ngày giờ, mình chỉ cần cắm cái miếng xanh, cái ống quàng quấn vào cái vị trí này. Trên đây thì sẽ có một cái điện áp là 6V DC. Mình có thể mua thêm cái cục adapter để gắn vào. Mình xài thay pin chứ không có sạc pin nha. Thì cái đó thường bác sĩ một ngày đo rất là nhiều lần thì có thể xài, hoặc là mình có thể mua thêm. Nên là mình xài pin cũng được, nó tiện cho mình là mình ngồi bất cứ chỗ nào thoải mái ha. Còn ngồi cái ổ điện nhiều khi mình cũng cảm thấy không thoải mái. Thì đi theo máy là chỉ có pin vậy thôi, còn mình muốn mua rời thì mình phải mua thêm. Chứ đừng có mua hàng không có phải thương hiệu ông rong thì nhiều khi làm giảm tuổi thọ của máy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra. Thì trong vòng quán có hướng dẫn đây, có một hình ảnh hướng dẫn bà con mình đây. Mình nên đo bên tay trái gần tim nè, cách khoảng 1-2 cm. Nếu mà áo mình mỏng thì để luôn, còn áo dày thì nên, nên tháo ra. Rồi, mình mở cái vòng quấn ra, mình sọt tay vô ha, kéo lên cao cách khoảng hộn 1-2 cm nè, cọng dây nằm giữa tay. Rồi mình quấn vừa khít thôi, không chặt quá mà không cứng quá, vừa khít. Khi đo nó sẽ đo bơm lên và nó xì xuống khoảng tầm chưa tới 1 phút ra kết quả. Rồi khi đo thì mình ngồi thoải mái như vậy, giống như ngồi làm việc ha. Rồi khi đo thì không nói chuyện, mình bấm ở trên giữa rồi chờ kết quả thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Khi đo xong mình tháo ra để cho cái tay mình nó hoạt động lại bình thường, nó không bị tắc nghẽn. Rồi, đây là kết quả. Mình sẽ có 3 con số nha. Dòng trên cùng là huyết áp tâm thu, khi tim thu nhỏ lại. Ở giữa là huyết áp tâm trương, khi tim phình to ra. Và dưới cùng là nhịp tim, 86 lần đập trên phút. À, 86 lần trên 1 phút ha. Đây là ok, là dòng quấn đúng tư thế ok nè. Rồi khi đo mà mình xem lại kết quả mà không thấy cái tim đập không đều và không thấy hình tim loạn nhịp. À, mình sang ví dụ ở đây. Nếu mà không thấy hình trái tim rung này xuất hiện, có nghĩa là bình thường. Mà thỉnh thoảng đo mà có hình tim loạn nhịp, tức là tim đập không đều đó, thì không sao.
nhưng mà đo huyết áp thường xuyên mà hiện cái này lên thì mình nên đi khám sức khỏe, mình hỏi bác sĩ như thế nào ha, kiểm tra tổng quát rồi và cử động khi đo. Nếu mà ra kết quả mà có hình người rung như thế này thì mình nên đo lại, có thể khi đo mình nói chuyện hoặc là mình nhúc nhích dễ bị sai số đó, nên đo lại. Rồi hoặc là vòng quẩn không đúng tư thế ha, cũng nên đo lại. Ok là đúng tư thế nè. Rồi bây giờ thì khi đầu tiên mình sẽ không thấy biểu tượng tim đập không đều và cử động khi đo trên đây, thì mình sẽ tra cái ba con số này vào cái bảng giá trị xem cái áp mình thế nào ha. Rồi con số lớn nhất mình tra bên dãy số lớn 132, huyết áp bình thường nó lọt qua đây là bình thường, cao 82 nó lọt qua đây là bình thường. Hai con số này gần như là nó đi lên cùng lên, thấp cùng thấp nha. Một số trường hợp nó lệch nhau xíu thì mình trao vào đây, do bữa nay thì em vừa quay phim vào đầu giờ trưa, và cái thứ hai nãy giờ là mình làm việc nhiều nên là huyết áp mình nó lại cao hơn một xíu đó, nên là mình khi mình đo mình sẽ biết sức khỏe mình nó như thế nào ha, mình sẽ theo dõi thường xuyên nó dễ dàng hơn. Rồi trong đây thì có hướng dẫn rất là chi tiết rồi, và một số model sẽ có báo lỗi, ví dụ giống như là huyết áp bị bơm không căng hoặc là hết pin thì nó sẽ báo hình pin hết giống như cái điện thoại mình xài. Còn trường hợp bị E1, E2, E3 là nguyên nhân thế nào thì tùy theo model và cái cách hiển thị của từng hãng khác nhau, nên là mình nên xem trong hướng dẫn sử dụng, hoặc là cái cách khắc phục lỗi tại nhà, hoặc là kiểm tra máy có trục trặc hay không thì mình có thể xem thêm ở các video tiếp theo nha. Rồi hôm nay thì bạn Sơn chia sẻ bà con mình cái dòng máy đơn giản mà nhiều người sử dụng, chỉ có đo và tắt. Bộ nhớ thì chỉ có một con cái hình cuốn sổ bấm vào đây, hiển thị lên số 1 là lần gần nhất bấm, cái số 2 là lần trước đó nữa, lần 31 tự mất đi ha. Hôm nay thì mình chia sẻ cái dòng máy đo huyết áp khá là đơn giản mà thông dụng, đó là HEM 7121. Bà con mình có thể tìm được thêm rất là nhiều thông tin trên kênh Sức Khỏe 60 giây về các thiết bị khác của hãng Omron và các hãng khác, các dòng máy khác ha. Rồi cảm ơn bà con đã theo dõi, nếu cảm thấy hữu ích thì chia sẻ cho gia đình và bạn bè cùng xem, nhớ đăng ký kênh để xem những video mới. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bà con mình có thể đặt câu hỏi bên dưới để Hoàng Sơn có thể giải đáp thắc mắc.